chào mọi người, chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của My. Và trong video lần này thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về việc yêu thương bản thân mình, những điều mà chúng ta nên làm hàng ngày để có thể yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Có nhiều người cho rằng yêu thương bản thân là một cái việc không quan trọng, không cần thiết, là một cái gì đấy rất là xấu xa và ích kỷ. Nhưng mà trên thực tế thì không phải như vậy. Yêu thương bản thân á, không phải là khi bạn cố chấp bảo vệ cái tôi của mình hay là chỉ chăm chăm đến cái lợi ích của cá nhân mình, không phải như thế. Mà yêu thương bản thân là khi mà chúng ta xây dựng được một cái mối quan hệ tốt đẹp và lành mạnh với chính bản thân mình này. Chúng ta biết chấp nhận con người mình, thấu hiểu những cái giá trị của mình này, tự trân trọng chính mình này, và biết cách để mà phát triển cuộc sống của mình theo một cái hướng tích cực mà mình mong muốn. Thì đó chính là khi mà chúng ta biết yêu thương bản thân. Cho nên trong cái video lần này thì mình xin phép được chia sẻ tới mọi người 10 ý tưởng, 10 điều mà chúng ta nên làm mỗi ngày để có thể yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video này luôn nha. Điều đầu tiên để mà yêu thương bản thân á, chính là mỗi ngày thì các bạn hãy tập sống như cái cuộc sống mà các bạn mong muốn. Chắc chắn là ai trong chúng ta thì cũng sẽ có một cái cuộc sống trong mơ của riêng mình, đúng không nào? Đấy là một cái cuộc đời mà các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất này, ý nghĩa nhất này và đáng sống nhất theo cái cách của riêng bạn. Cho nên là ngay từ bây giờ á, thì các bạn hãy dành một cái khoảng thời gian để mà định hình, hình dung về cái cuộc sống trong mơ của mình. Các bạn sẽ làm gì, các bạn sẽ sống như thế nào, các bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi mà các bạn đạt được cái cuộc sống trong mơ đó. Và bắt đầu từ thời điểm này thì mỗi ngày các bạn hãy tập sống như thể là mình đã có được cái cuộc sống trong mơ đó rồi. Có thể là ở hiện tại thì chúng ta mới chỉ đứng ở cái vạch xuất phát thôi, đứng ở một cái bậc thang thấp nhất thôi. Và cái đích mà chúng ta muốn chạm tới nó là cái bậc trên cùng cơ. Cho nên là khi mà các bạn ngồi đây và các bạn nhìn vào cái đích đó thì các bạn sẽ thấy nó có vẻ như là rất xa vời, là một cái điều gì đấy mà các bạn không thể đạt được, rất khó đạt được. Nhưng mà bằng cái việc chúng ta cứ tập sống như vậy mỗi ngày, chúng ta hãy làm những cái điều tốt nhất này, giống nhất với cái đích, cái cuộc sống trong mơ mà mình mong muốn á, thì nó sẽ như là cái việc mà bạn đang bước từng bước một lên đến cái bậc thứ hai, lên đến cái bậc thứ ba, và sớm hay muộn thì cái cuộc sống trong mơ của bạn á, nó sẽ trở thành hiện thực. Mỗi chúng ta đều là cái người chủ nhân của cái số phận của mình, của cái cuộc sống của riêng mình. Cho nên chúng ta hoàn toàn có khả năng và hoàn toàn xứng đáng để mà có thể đạt được cái cuộc sống trong mơ mà mình mong muốn. Cho nên cái điều đầu tiên là ngay từ ngày hôm nay thì mỗi ngày á, các bạn hãy tập sống, tập làm những cái điều mà nó tốt nhất này, nó giống nhất này, nó đúng nhất cho cái cuộc đời mà các bạn mong muốn. Cái điều thứ hai á, là hãy bày tỏ cái sự biết ơn đối với bản thân mình mỗi ngày. Bạn có thể biết ơn rất nhiều điều khác nhau trong cuộc sống, nhưng mà một trong những cái điều mà bạn cần phải biết ơn đầu tiên á, chính là bản thân mình này. Bởi vì sao? Bởi vì bản thân bạn á, là cái điều kiện tiên quyết đầu tiên để cho bạn có thể có được tất cả những cái điều khác, đúng không nào? Nếu mà không có cái bản thân này thì làm sao bạn có được cái sự sống, và khi đó thì làm sao mà bạn có thể cảm nhận được tất cả những cái điều còn lại, đúng không? Cho nên trên hết thì chúng ta cần phải bày tỏ cái sự biết ơn đối với chính bản thân mình mỗi ngày. Một người mà trước giờ chưa có cái lòng biết ơn với bản thân á, thì cái khoảnh khắc mà anh ta nhận ra được giá trị của mình và cảm thấy biết ơn chính mình á, nó như là một cái cây sắp héo bỗng nhiên được tưới nước và chăm sóc vậy. Tất cả những cái sức sống, những cái sức mạnh bên trong á, nó sẽ được sống dậy một cách rất là kỳ diệu. Và đó là khi mà bạn sẽ cảm thấy rất nhiều là cái phép màu á, nó sẽ đột nhiên xảy ra trong cuộc sống của bạn. Cho nên để mà yêu thương bản thân á, thì cái điều thứ hai mà chúng ta nên làm mỗi ngày đó chính là hãy bày tỏ cái lòng biết ơn đối với chính bản thân mình. Bên cạnh cái lòng biết ơn thì chúng ta cũng cần phải tự biết cách động viên chính mình mỗi ngày. Đây cũng lại là một cái điều vô cùng quan trọng. Khi mà chúng ta càng lớn lên á, thì chúng ta sẽ càng thấy rằng là có rất nhiều những cái khó khăn, những cái sóng gió trong cuộc sống. Và chắc chắn là sẽ có những cái giai đoạn mà chúng ta phải học cái cách đi một mình. Không phải lúc nào chúng ta cũng chờ mong trông cậy vào những người khác để mà ủng hộ, để mà thúc đẩy chúng ta được. Sẽ có những lúc mà chúng ta phải tập giải quyết tất cả mọi thứ trong cuộc sống một mình này. Chúng ta phải đối diện với những cái cảm xúc của chính mình. Chúng ta phải vượt qua những cái nỗi buồn, những cái nỗi cô đơn một mình để mà trưởng thành hơn. Cho nên là mỗi ngày á, thì hãy đừng quên tự động viên chính mình, nhất là trong những cái giai đoạn mà các bạn cảm thấy cô đơn nhất, mệt mỏi nhất hay là khó khăn nhất,
thì những cái lời động viên mà bạn tự dành cho chính mình nó thực sự rất là cần thiết. Hãy tự nói với chính mình rằng là tôi biết là bạn đã cố gắng rất là nhiều rồi, và hãy cố gắng thêm một chút nữa thôi, thêm một ngày nữa thôi. Tất cả cái gì bạn mong muốn nó sẽ thành hiện thực. Đừng bỏ cuộc, hãy cố gắng thêm một chút. Và cái điều tiếp theo chính là hãy biết chấp nhận chính bản thân mình. Nhân vô thập toàn, không có ai là hoàn toàn hoàn hảo cả. Chúng ta luôn có những cái điểm mạnh và những cái điểm yếu riêng. Không có ai là hoàn toàn hơn bạn với tất cả mọi mặt, và cũng chẳng có ai là kém bạn tất cả mọi mặt cả. Mỗi chúng ta đều có một cái giá trị riêng trong cuộc sống của mình, dù là ở hiện tại bạn có biết được cái điều đó hay không. Cho nên là hãy học cách chấp nhận chính cái con người của mình á, tất cả những cái gì thuộc về mình, từ nguồn gốc, từ xuất thân, lai lịch, gia đình, cho đến những cái tính cách, những cái đặc điểm ở trên cơ thể. Khi mà các bạn bắt đầu chấp nhận những cái điều mà trước giờ bạn cho là xấu xí, là tồi tệ nhất của bản thân á, thì bạn sẽ phát hiện được ra những cái vẻ đẹp riêng, những cái giá trị riêng tiềm ẩn ở ngay bên trong những cái điều đó. Và đó là khi mà các bạn sẽ lấy lại được cái sự tự tin, lấy lại được cái sức mạnh và tỏa sáng được một cách rực rỡ nhất theo cái cách của riêng bạn. Cho nên là từ bây giờ thì hãy học cách để mà nhìn nhận vào những cái điểm mà trước giờ các bạn vẫn không thích, vẫn không ưa chính mình á. Hãy chấp nhận nó, hãy yêu thương nó và hãy tìm cách để mà tỏa sáng nó theo cái cách của riêng bạn nha. Cùng với cái việc chấp nhận bản thân thì có một cái điều nữa mà chúng ta cần phải chấp nhận. Đó chính là chấp nhận những cái sai lầm ở trong quá khứ của mình, hay nói cách khác là biết cách tha thứ cho chính mình. Có một điều mà chúng ta cần phải hiểu rằng là cái sự tự dằn vặt, cái sự tự dày vò chính mình á, nó không phải là cái cách để giải quyết vấn đề. Nó sẽ không thể giúp cho các bạn trở nên tốt hơn được. Mà chỉ có cái sự tha thứ mới có thể chữa lành, mới có thể hàn gắn và mới có thể giúp chúng ta giải quyết được tất cả những cái vấn đề ở trong cuộc sống này thôi. Tha thứ là cái chìa khóa duy nhất để giải quyết được mọi cái xung đột trong cả những cái mối quan hệ với những người xung quanh và cái mối quan hệ với chính bản thân mình. Cho nên là hãy học cách để mà tha thứ cho chính mình. Khi mà các bạn bắt đầu tha thứ cho những cái lỗi lầm của mình á, thì đó là lúc mà những cái quá khứ á, nó sẽ bắt đầu được để lại ở đằng sau lưng. Mặc dù nó không biến mất, nhưng mà nó sẽ không còn có thể tác động đến cuộc sống hiện tại của bạn được nữa. Và đó là khi mà bạn sẽ chấp nhận cho bản thân mình một cái cơ hội để mà sống một cái cuộc sống mới, để mà làm lại từ đầu và sửa đổi. Cho nên một cái việc làm nữa trong cái hành trình yêu thương bản thân á, chính là hãy học cách để mà tha thứ cho chính mình nha. Cái điều thứ 6 mà bạn nên làm trong việc yêu bản thân, đó chính là hãy gắn kết thật nhiều với những mối quan hệ lành mạnh. Trường hợp mà các bạn nói rằng là tôi sẽ lên núi ở ẩn hay là đi ra đảo hoang thì mình không nói những cái trường hợp đấy. Nhưng mà một khi mà các bạn vẫn còn sống ở trong cái xã hội này thì các bạn vẫn cần phải gắn kết với những con người tích cực, những con người yêu thương và có thể mang đến cho bạn những cái nguồn năng lượng ấm áp. Bởi vì sao? Bởi vì ngay từ cái thời xa xưa thì một trong những cái tập tính, những cái đặc tính của con người chúng ta là sống theo một quần thể, đúng không nào? Chúng ta hỗ trợ nhau, chúng ta chia sẻ với nhau, và nhờ có cái sự hỗ trợ của cái quần thể như vậy cho nên chúng ta mới có được những cái đặc tính tiến hóa rất là tiến bộ như thế này. Đó chính là cái lợi ích của cộng đồng, của cái việc mà gắn kết được với những cái mối quan hệ tích cực. Cho nên là ở trong cái cuộc sống này á, thì không có ai là đi được một mình cả. Chúng ta nên sống hài hòa với tất cả những người xung quanh và gắn kết nhiều hơn với tất cả những cái mối quan hệ yêu thương của mình, là gia đình này, là những người bạn tốt này, là những người đồng nghiệp tốt nếu mà bạn có, là những người cộng sự của bạn, thậm chí là những cái người lạ ở trên đường. Các bạn hãy ở gần những người mà họ có cái năng lượng tích cực, những người tốt bụng, những người tử tế, những người có cái tình yêu thương, bởi vì đấy là một cái cách để mà giúp bạn có thể chữa lành cho chính mình này, tiếp thêm được cái năng lượng cho chính mình này. Các bạn sẽ vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn và cảm thấy cái cuộc sống này nó ý nghĩa hơn. Ok, và bên cạnh cái việc là gắn kết nhiều với những cái điều tốt đẹp thì chúng ta cũng cần phải biết nói không với những thứ mà nó không tốt cho bản thân mình. Khi mà các bạn phát hiện ra được là một thứ gì đấy nó không tốt cho bạn á, nó không mang đến cái ý nghĩa cho cuộc sống của bạn, hay là thậm chí nó còn làm tổn hại, làm tổn thương đến bạn chẳng hạn. Ví dụ như là một người bạn không tốt, một người yêu không tốt, một công việc không phù hợp dành cho bạn, hay là một cái thói quen không lành mạnh á, thì các bạn cần phải có đủ cái dũng khí và cái bản lĩnh để mà loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của mình. Và để làm được như vậy thì chúng ta rất cần có một cái yếu tố nữa, đó chính là cái sự kỷ luật.
Cho nên cái điều thứ 8 của một người yêu thương bản thân á, là họ sẽ luôn biết khen thưởng và kỷ luật bản thân đúng cách. Bà Hillary Clinton á, các bạn có biết bà ấy không? Bà ấy đã từng nói một cái câu là chúng ta cần phải có đủ cái sự kỷ luật đến mức mà chúng ta có được cái sự tự do. Nhiều khi á, chúng ta nghĩ rằng là sống buông thả, thích làm gì thì làm, thích ăn gì thì ăn, thích nói gì thì nói á, là cái cách để mà chúng ta có được cái sự tự do. Nhưng mà trên thực tế thì không phải. Khi mà chúng ta sống thiếu cái sự kỷ luật, chúng ta buông thả bản thân mình chẳng hạn, chúng ta thích ngủ đến lúc nào thì ngủ, thích dậy lúc nào thì dậy này, rồi thích làm gì thì làm, thì dần dần chúng ta sẽ bị lệ thuộc, sẽ bị chìm vào những thứ mà chúng ta gọi là cám dỗ hay là những cái thói quen xấu. Và đó là khi mà các bạn sẽ đánh mất đi cái sự tự do của bản thân mình. Cho nên muốn có tự do thì trước tiên là chúng ta cần phải có kỷ luật. Kỷ luật khi mà các bạn muốn bại bỏ đi một thói quen xấu này, hình thành nên một thói quen tốt này, rồi bước ra khỏi một cái mối quan hệ độc hại. Kỷ luật để mà làm tất cả cái việc mà chúng ta cần phải làm để mang lại cái ý nghĩa, cái giá trị cho cuộc sống của chính mình. Cho nên cái cuộc sống này á, nó rất cần cái sự kỷ luật. Tuy nhiên nếu mà các bạn lại kỷ luật đến cái mức mà quá hà khắc với bản thân á, tức là tự tạo ra quá nhiều stress, quá nhiều áp lực, tự gồng mình lên á, thì đấy lại là một cái sự kỷ luật độc hại rồi. Đó, cho nên cuộc sống này á, nó cần phải có một cái sự cân bằng và hài hòa. Bên cạnh cái việc kỷ luật thì chúng ta cũng cần phải khen thưởng bản thân mình đúng lúc đúng chỗ nữa. Như bản thân mình cũng thế á, có đôi khi mình cảm thấy rất là mệt mỏi và thiếu hứng thú để làm việc á, thì những cái ngày như thế có thể là mình sẽ tự thưởng cho bản thân một cốc trà sữa hoặc là một chiếc bánh kem. Hoặc có nhiều khi mà mình mệt mỏi quá chẳng hạn, thì mình chấp nhận là sẽ nghỉ cái ngày đó, và đơn giản là mình sẽ đi tắm và mình sẽ ngủ một giấc để mà lấy lại tinh thần thôi. Đó, cho nên là để mà yêu thương bản thân đúng cách á, thì chúng ta cũng cần phải có một cái sự kết hợp hài hòa và cân bằng giữa cái việc kỷ luật bản thân với cái việc tự khen thưởng bản thân mình. Sang đến cái điều thứ 9, yêu bản thân thì chắc chắn là cần phải chăm sóc tốt cho cái cơ thể của mình rồi. Chúng ta thường hay vì công việc hay là vì những cái thú vui nhất thời á, mà bỏ qua bản thân mình á, cho đến khi mà chúng ta bị ốm chẳng hạn và chúng ta phải nằm một chỗ và không thể làm gì khác á, thì đó mới là cái lúc mà chúng ta bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của mình. Hay là nhiều khi chúng ta bỏ qua bản thân mình để mà chạy theo một ai đấy chẳng hạn, hoặc là chúng ta nghĩ rằng là tôi có thể gạt bỏ bản thân sang một bên để mà quan tâm, để mà chăm sóc cho người khác á. Nhưng mà trên thực tế thì đấy là một cái suy nghĩ hết sức là sai lầm. Bởi vì sao? Trước hết, bạn muốn chăm sóc được cho người khác đúng không? Thì bạn cần phải có một cái cơ thể khỏe mạnh đã. Bạn cần phải sống tốt thì bạn mới có thể yêu thương, quan tâm và chăm sóc được cho những người khác đúng không nào? Cho nên là chúng ta cần phải biết cách để mà chăm sóc cho cái sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần của bản thân mình. Từ cái việc là ăn uống, ngủ nghỉ, vận động như thế nào, cho đến cái đời sống tinh thần của bản thân á. Hãy tập quan sát, nhận diện và chân thành đối diện với tất cả mọi cảm xúc ở trong bạn. Nếu mà bạn chỉ cố bắt ép bản thân phải luôn luôn vui vẻ và từ chối tất cả những cái cảm xúc tiêu cực á, thì thực ra đấy lại là một cái sự tích cực rất là độc hại. Bởi vì nó chỉ càng khiến cho những cái độc tố á, nó dồn nén và nó tích tụ vào bên trong bạn mà thôi. Cho nên cái cách để mà chúng ta xây dựng được một cái sức khỏe tinh thần lành mạnh á, là chúng ta cần phải biết chấp nhận tất cả những cái cảm xúc ở bên trong mình này. Tôi buồn thì tôi biết là tôi buồn, tôi vui thì tôi biết là tôi vui, và tôi sẽ dùng cái tình yêu thương, cái sự vỗ về, cái sự chấp nhận của tôi để mà chuyển hóa tất cả những cái nguồn năng lượng đấy trở thành cái nguồn năng lượng tích cực. Đó, cho nên là một cái cách nữa của một người yêu thương bản thân á, là hãy biết quan tâm và chăm sóc cho cái cơ thể của mình, cả về mặt thể chất lẫn về mặt tinh thần nha. Và cuối cùng, dù có bận rộn đến mấy thì bạn cũng luôn cần phải dành ra những cái khoảng thời gian riêng cho chính bản thân mình. Có thể ở hiện tại bạn cảm thấy là tôi quá bận rộn đến cái mức mà tôi không thể có được cái thời gian riêng cho bản thân mình. Nhưng mà nếu tất cả những cái việc bạn đang làm, bạn đang mải miết chạy theo, nó không mang lại cái ý nghĩa cho cuộc sống của bạn này, nó không thực sự xuất phát từ những cái thôi thúc ở bên trong bạn, nó không mang lại cái niềm hạnh phúc thực sự cho bạn, thì tất cả những cái việc bạn làm đấy á, nó chẳng có một cái ý nghĩa gì cả. Bởi vì suy cho cùng á, các bạn hãy thử hình dung mà xem, khi mà chúng ta sống những cái giây phút cuối đời
các bạn hãy thử hình dung xem, ví dụ như là hôm nay là cái ngày cuối cùng mà chúng ta có thể sống ở trên cái cuộc đời này, và chúng ta ngồi nhìn ngẫm lại cái cuộc đời của mình á, thì nếu mà các bạn thấy rằng là à, cả cuộc đời này mình đã chỉ mải chạy theo tất cả cái thứ bên ngoài mà mình không thực sự kết nối lại với chính mình, không thực sự thấu hiểu mình, xem là mình muốn gì, mình cần gì, và mình chưa bao giờ làm một cái việc gì thực sự cho bản thân mình cả, thì chắc chắn đấy sẽ là một cái điều hối tiếc rất là lớn trong cuộc sống của các bạn. Cho nên là đừng chỉ vội vàng lao vào cuộc sống, mải miết chạy theo những cái thứ bên ngoài. Hãy dành những cái khoảng thời gian để mà kết nối lại với chính bản thân mình. Đó có thể là một buổi tối khi mà các bạn đã hoàn thành xong hết tất cả các công việc trong ngày, đúng không? Hay là một tiếng trước khi các bạn đi ngủ này. Đó, hay là cái khoảnh khắc buổi sáng sớm khi mà các bạn tận hưởng một chén trà hay là một tách cà phê đó. Thì hãy dành toàn bộ cái khoảng thời gian đấy để mà tập trung kết nối lại với chính mình. Và nếu được thì các bạn có thể thực tập thiền định hay là viết nhật ký hay là cầu nguyện. Chúng ta cần có những khoảng thời gian dành cho bản thân mình để mà kết nối lại với con người của mình, chiêm nghiệm cái cuộc sống này của mình, thì tất cả những cái khoảng thời gian còn lại á, nó mới có ý nghĩa và có giá trị được. Thì ok, trên đây chính là 10 cái ý tưởng về 10 điều mà chúng ta nên làm mỗi ngày để có thể yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Hãy nhớ rằng là tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống á, nó sẽ chỉ được giải quyết bởi cái tình yêu thương và sự thấu hiểu thôi. Cho nên tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống của bạn, những cái nỗi buồn, những cái tổn thương hay là những cái khó khăn, thử thách á, nó sẽ chỉ được hóa giải khi mà các bạn thực sự thấu hiểu và yêu thương chính bản thân mình thôi. Cho nên hãy làm tất cả mọi thứ để mà có thể xây dựng một cái mối quan hệ lành mạnh và tích cực nhất với chính bản thân mình nha. Mình rất hy vọng cái video này sẽ hữu ích với tất cả mọi người. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận những cái giây phút cuối cùng của video, và chúc mọi người sẽ có thật nhiều niềm vui, thật nhiều tình yêu thương trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.